xong rồi lúc sau đó có hormone nhưng mà em cảm thấy không có phải chưa cảm giác yêu lắm, tại vì khi mà hôn em như vậy thì em cảm thấy không có đã, chắc có lẽ là cái mùi mình chưa có quen á, cái feel nó chưa có đủ để cộng hưởng đó. Làm sao mà feel được, hai người phải cộng hưởng với nhau mới được, làm sao mà feel được trong lúc đó, tại vì khi con bé nó vừa ăn bún đậu mắm tôm đúng không hả Liêm? Dạ thật ra lúc đấy thì tụi em cũng chỉ hôn má rồi này kia thôi, hôn tay rồi thôi. Nói chung là anh thì trong tình yêu á, anh này anh không có hành động gì hết, cho nên em mới thấy tò mò. Nhiều khi em về em có hỏi với chị em, đến nỗi chị em cũng đưa anh chị của em tới nhà anh chơi ở Bến Tre á, thì chị ruột em cũng lúc đầu cũng không có tin, nhưng mà lúc sau về thì ba mẹ anh kể là tính cách của anh cũng thấy là thế thằng này cũng được. Nhưng mà em chị hỏi này nó có yếu sinh lý không sao? Rồi rất là nhiều thứ luôn. Xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Anh tên là Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 1985, công việc hiện tại là làm quản lý kinh doanh cho công ty của nước ngoài. Sinh năm 85 là nhỏ hơn tôi với chị Vân có chút xíu thôi. Thành ra tôi đề nghị là anh chị thôi được rồi. Mời em. Dạ, xin chào chú Quốc Thuận, chào cô Hồng Vân. Em tên là Xuân, năm nay 28 tuổi, hiện tại công việc của em là kinh doanh tự do. Xuân kinh doanh về loại hình gì? Dạ, về mảng nông sản khô như là cà phê, các loại nông sản Đà Lạt. Ồ, em là gốc Đà Lạt hả? Ồ, nhưng mà Liêm là quê ở đâu? Em gốc Bến Tre. Để mà quen được cô gái ấy này chắc có lẽ là nhiều câu chuyện hấp dẫn lắm đây. Câu chuyện tình yêu của các bạn đầu tiên là như thế nào? Em với ông xã của em quen nhau thì không có liên quan đến Đà Lạt. Và một cái ngày tình cờ thì hai đứa gặp nhau ở một cái nhà hàng đó là nhà về hải sản á. Dạ, ở quận 1. Hôm đó tình cờ em đi với bạn em, còn ảnh đi gặp khách hàng của ảnh. Thì em đi toilet á, đi vô nhà vệ sinh. Thì em cứ vừa đi vừa nhắn tin, tại vì em mang đôi guốc cao lắm. Thì anh nó va vào em cái là em cứ té, điện thoại em rớt xuống đất luôn. Rồi đôi guốc em mang nó bị gãy. Ảnh hết hồn, giống như là ảnh đang gặp một tai nạn biến cố nào đó mà làm cho em đau á. Thì anh với đỡ em dậy, anh nói anh xin lỗi em có sao không, thì em mới bảo là không có sao mà lúc đó cũng có đau, thì em bị chẹo chân á thì cứ sợ cũng chu đáo lắm. Rồi anh ấy mang cái đôi guốc cũ của em á, mang ra một cái cửa hàng tại nó Vinh Vincom á, thì anh nó mua tặng em một đôi guốc đó luôn. Thì lúc đó thì em cũng thấy bất ngờ, cũng không có thích gì ảnh hết, nhưng mà thấy ảnh quan tâm. Bị xúc động nhẹ đúng không? Cũng hơi bất ngờ thôi chứ không có xúc động. Thì ảnh cứ bảo là nếu như mà chân có bị sao thì cứ gọi cho anh nha. Anh đưa cái card visit thì anh đưa cho em, thì em với cũng cầm thôi. Em vẫn vô chơi với bạn em tiếp, thì cái đôi guốc của em cũng không mang đi trên đất luôn. Tại vì cái tính em á giống như là cũng không có phải là guốc bị hư rồi thôi, mình đem mang trên không cũng được, không sao. Liêm ơi, tỷ dụ mà ngày hôm đó đó, cái người mà em va phải không phải là cô bé xinh xắn này mà là người khác á, thì em có xử sự như vậy không? Dạ thật ra tại vì cái tính em hồi xưa giờ cũng ưu ái phụ nữ á, tại vì thật ra lúc mà em va vào bạn Sâm á thì là cảm giác giống như là mình có lỗi vậy đó, cho nên là muốn làm một cái gì đó để bù đắp chứ không có nghĩ là phải tiến tới hay là như thế nào đó. Nhưng mà sau đấy thì là em dẫn bạn Sâm đi mua đôi guốc, xong rồi sau đấy hai đứa xin số điện thoại rồi dần dần mới quen nhau. Câu hỏi chị Vân hay quá. Chị đang suy nghĩ bữa đó nó ba vô Quốc Thuận thì sao ta? Cái gì? Ba vô Quốc Thuận thì là Quốc Thuận có được đền một cái đôi giày mới không ta? Đúng rồi Liêm, anh hỏi gì đó, có đền cho anh không? Để chút anh ra ra ngoài hậu trường đó, anh đụng vào người em. Anh mới đụng bị người Liêm như vậy. Cái đó tùy tình huống anh. Mà chị Vân có nghe hai vợ chồng kể không, cái tình huống mà họ va vào nhau và gãy guốc á? Y nhang trong phim vậy đó chị. Phim của em đã làm một cái vừa mới làm xong gió hồng môn xong. Quýnh Ngọc Tuyên và Lê Phương đụng nhau gãy chiếc guốc y chang. Trời ơi hay quá. Rồi sau đó là chắc có lẽ là các bạn thường xuyên là như là nói chuyện với nhau, và khi nào thì bắt đầu mới quen nhau? Xong rồi sau đó thì ngày mai anh vẫn nhắn tin, anh hỏi chị có anh chị quan tâm cái chân em có bị đau hay không thôi. Thì lúc đó em cũng bận đi làm, anh cũng bận, thế nên là em cũng bảo là không sao đâu. Thế là hai ngày sau anh nhắn tin, anh rủ em đi ăn. Thế là đi ăn với nhau, xong rồi nói chuyện thì ăn xong á thì em muốn nói là em thích hát lắm, nhưng mà em hát dở. Thế sau em mới rủ anh này là đi hát phòng trà. Thì bên đó có những người bạn của em, tại vì lúc mà em gặp anh này thì em đang làm bên MC á, MC sự kiện á. Thì anh đó cũng dẫn em đi hát với nhau. Xong rồi ngày nào cũng anh cũng qua, rồi hai đứa em cũng đi chơi. Nhưng mà xí, lúc đi tới lần thứ ba là đã có một chút gì mến anh chưa? Em chưa có mến gì hết luôn. Còn ảnh thì sao? Ảnh có bày tỏ một cái gì đó? Dạ không luôn, chỉ là đi ăn thôi. Mà lúc nào muốn dẫn em đi tới những cái quán ăn rất là ngon, rất là sang và đẹp. Nói chung là rất là chân thành luôn. Xong rồi em mới bảo là thôi ngày nào cũng đi ăn như vậy, em mập lắm. Bởi vì ảnh gặp ảnh là em mập hơn nữa.
xong rồi cái hôm mà đi hát karaoke chỉ có hai đứa trong một cái quán này, rộng là rộng, cũng không có tỏ bày tỏ là thích em hay là nắm tay nắm chân, không có luôn, chỉ ngồi im và hát thôi. Thì em mới nghĩ là à anh này hay ta, không có hành động gì luôn, chị làm em cũng thấy khá là hay. Mình thấy rất là an toàn khi mà đi chung với người này đúng không? Hôm ấy em có tham gia một cái là bên sự kiện, thì lâu lâu em vẫn tham gia những cái chương trình từ thiện á. Thì em có mua một vài hơn 10 cái vé, vé là 300.000 để em tặng cho bạn bè em. Em tặng cho anh này luôn. Xong rồi em mới rủ anh này đi chơi. Mà em cũng focus vào anh này bởi vì em thấy thích đi với anh, bởi vì anh hiền á, thật thà và đến chở em đúng giờ đúng giấc nữa. Xong rồi nhưng mà anh nó lại không tới. Anh nó nhắn tin với em là anh bận đi công tác, anh không đi được. Trời ơi, lúc đó em cũng hơi bị hụt hẫng. Liêm ơi, đó là chiêu thức của em hả Liêm? Đúng không? Đường đi nước bước sách lược của em đó đúng không? Thật ra câu chuyện là như thế này nè, tại vì hồi xưa em có làm, lúc mà em mới ra trường em làm trong một cái công ty cũng có nước ngoài luôn, nhưng mà em làm công ty đó xong em lại nghĩ là em chuyển công ty khác. Thì trong cái công ty đó thì có một cái chị làm bên hành chính văn phòng á, thì chị bảo là chị quê ở Khánh Hòa, xong chị yêu một anh Nha Trang rồi cưới nhau. Nhưng mà anh chị kể là quá trình đó là hồi xưa là được bạn bè giới thiệu, xong lúc đầu gặp anh đó cũng chả ấn tượng gì hết, xong rồi hai người nhắn tin qua lại một thời gian, xong bẵng đi khoảng 3-4 ngày rồi không nhắn tin. Xong cái chị này chỉ cảm giác cồn cào rất là rây rớt, cho nên từ đấy em học được cái cách đấy, cho nên là nhiều đó thấy đúng chưa không? Với lại em cũng bận cái thời gian đấy, em cũng bận khoảng tầm 2-3 ngày gì đấy. Dạ thì cũng muốn thử coi bạn bên đây có thật sự có những cái gì gọi là lưu luyến với mình hay không. Nhưng mà trong suốt 2 ngày mà ảnh không nhắn tin cho mình là em cũng không có, đến khi nào thì hai bên mới chủ động nhắn tin cho nhau? Em cũng không nhắn tin gọi điện gì luôn. 2 ngày đó không có một con người như thế. Nhưng mà tự nhiên sau này là bắt đầu những cái làm y chang vậy đó. Ừ, thói quen đúng lặp giờ lại. Dẫn em đi ăn đi tất... Giống như chuyện không có chuyện gì xảy ra đúng không? Nói chung là trong cái khoảng thời gian quen anh không có hành động gì luôn. Và sau em cũng có hỏi là anh có bạn gái chưa, hay là trước đây anh đã từng yêu ai chưa. Anh kêu chưa, anh không yêu ai hết. Và anh chưa có mối tình nào luôn. Không, em còn bảo chứ để thôi không được rồi, mình về mình kể với chị mình cứ hỏi này nó bên đê không, hay là nó lừa em, tại vì anh em lớn tuổi rồi, 36 tuổi rồi mà không có người yêu, chưa có mối tình nào. Xong em mới nói là thôi không quen anh đâu, em muốn người nào có kinh nghiệm phải 5 năm. Rồi lúc đó em trả lời sao Liêm? Anh im, anh không nói gì hết. Anh là một con người giống như là im lặng. 3 tháng sau ha, anh đưa em về nhà ba mẹ ảnh. Thì vừa đưa về thì ba mẹ ảnh quý em lắm, bởi vì lần đầu tiên anh nhận bạn gái về. Em cũng vui vẻ với ba mẹ ảnh. Sang ngày mai lên thì em hỏi là anh đang làm gì vậy, thì anh kêu là anh đang ra quận 1 có việc. Em cũng không nói gì hết, lúc 9 giờ đêm rồi. Sáng ngày mai rủ mời em đi ăn. Anh muốn cầu hôn em, nhưng mà em lại mượn điện thoại qua để em chụp hình. Khi em chụp hình em lướt lên á, em coi hình á thì em lại thấy cái nhẫn. Cái nhẫn kim cương. Nghĩa là anh đã chuẩn bị trước rồi. Tức là anh đã bị lộ trước khi. Bị lộ hàng đó. Ở cái hoạch và cuối cùng anh cầm anh đưa cho em luôn. Thì đó là anh cầu hôn em. Sau cái hôm mà em tặng cái nhẫn kim cương đó rồi, em có làm những hành động gì mà nó quyết liệt hơn không? Dạ có. Em rất là quyết liệt. Sau khi mà tặng nhẫn xong là em cứ ngày nào em cũng qua, cũng chở bạn này đi. Nói chung là đi chơi, đi ăn uống. Nghĩa là đi nhiều hơn. Dạ đúng không? Đi nhiều hơn. Tại vì thời gian đấy là em, nói chung dịch em cũng không có việc nhiều, cho nên là hầu như là có thời gian rảnh để mà mỗi tối là đưa bạn đi chơi. Không, cái sự quyết liệt ở đúng đây rồi. Mà đó, chúng tôi muốn biết em hỏi đó là cái sự thật quyết sự liệt là kia. Anh không có quyết liệt về mấy cái chuyện như là nắm tay nắm chân hôn em, không có gì luôn. Đến khi mà ra công viên 23 tháng 9, anh ôm em thấy anh muốn nộm mắm tôm, mà anh này thì anh không thấy anh mắm cả mọi thứ luôn, nhưng mà anh vẫn chiều anh đưa em đi ăn. Thì xong rồi cái ra công viên thì anh có nắm tay, anh ôm, ảnh hôn lên má em. Xong rồi lúc sau đó có hôn môi, nhưng mà em cảm thấy không có phải, chưa cảm giác yêu lắm. Tại vì khi mà hôn em như vậy thì em cảm thấy không có đã. Chắc có lẽ là cái mùi mình chưa có quen á, cái feel nó chưa có đủ để cộng hưởng đó. Làm sao mà feel được hai người gì? Phải cộng hưởng với nhau mới được. Làm sao mà feel được trong lúc đó? Tại vì khi con bé đó vừa ăn bún đậu mắm tôm. Đúng không hả Liêm? Dạ thật ra lúc đấy thì tụi em cũng chỉ hôn má rồi này kia thôi, hôn tay rồi thôi. Nói chung là anh thì là... trong tình yêu á, anh này anh không có hành động gì hết, cho nên em mới thấy tò mò. Nhiều khi em về em hỏi với chị em, đến nỗi chị em cũng đưa anh chị của em tới nhà anh chơi ở Bến Tre á, thì chị ruột em cũng lúc đầu cũng không có tin, nhưng mà lúc sau về thì ba mẹ anh kể là tính cách của anh cũng thấy là thế này cũng được. Nhưng mà em chị hỏi này nó có yếu sinh lý không sao? Rồi rất là nhiều thứ luôn. Em bảo là em cũng không biết nữa. Nhưng mà thực sự đến khi mà sau này khi kết hôn hai đứa có ấy với nhau thì em mới biết là hai đứa anh này không có yếu sinh lý, mà do thực sự ảnh cái khả năng kiềm chế tất cả mọi thứ, từ tính cách cho tới những cái suy nghĩ của ảnh á, rất là vô một cái logic. Ủa sao em hay quá vậy Liêm? Tại vì á bé này nó quá là xinh nè, mà nhìn là coi như là trắng ha,
nhìn rất là gợi cảm đúng không? Mà tại sao em có thể gọi là đè nén được, kềm chế được cái đàn ông của em lại hay vậy? Ra tại vì xưa giờ em quan niệm là tại vì khi mà em không quen ai thì thôi, nếu mà em quen một người nào đó thì cũng cố gắng để mà giữ cho nhau những cái khoảnh khắc đẹp nhất. Thì khi mà tình yêu nó đủ sâu sắc thì những chuyện đó thì đương nhiên là sẽ xảy ra. Vậy là lập trình là đến cái đêm tân hôn là mới động phòng đúng không? Đêm tân hôn cũng không có đêm tân hôn luôn. Ngày 5/11 là cưới ở trên quê em ở Đà Lạt, mà lúc đó dịch lắm, không có tổ chức được nhiều. Thì anh đó với ba mẹ anh về khách sạn ở luôn. Thì em cưới xong rồi em cũng ở nhà mẹ. Sang ngày mai thì xuống dưới Bến Tre thì cái ngày đêm tân hôn là mệt hai đứa. Em lên giường em ngủ ly bì từ tối cho đến sáng luôn. Thì là phải qua mấy ngày sau mới có đúng không? Dạ đúng rồi. Vui không Liêm? Dạ vui ạ. Có lập trình ABCD không trong cái điểm mà của các em? Dạ cái lúc đấy thì tới đâu thì tới thôi. Giờ muốn hỏi Xuân nè, em có bị hồi hộp không, là không biết lỡ đi, bây giờ cứ coi như giữ gìn cho tới như vậy mà ảnh lại vậy, em có hồi hộp không? Nhưng mà lúc đó đã cưới xong rồi, em đâu có cơ hội để mà sửa sai đâu đúng không? Em có cái tâm lý đó không? Không, cái em cũng có suy nghĩ rất là nhiều. Em do em yêu về cái con người như vậy. Cái tính cách hay là dẫn ba mẹ em đi du lịch cũng chu đáo, sắp xếp hành lý, đứng ra book khách sạn, đứng ra xe cộ, tất cả mọi thứ anh là một người công nghệ nữa, nên là tất cả mọi thứ anh đã chuẩn bị setup cho hết rồi. Cho nên là em bảo là nếu như mà yêu người này thì mình sẽ cảm thấy được quan tâm, được chu đáo rất là nhiều luôn. Thực sự anh này anh làm cho em cái cảm giác không có thất vọng chút nào. Ok, gì quá tuyệt vời. Em bây giờ là một người vợ rất là hạnh phúc đúng không? Về dạ, mọi em cảm thấy gì là em rất là hạnh phúc. Rồi tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Bọn em cưới nhau được 6 tháng rồi. À tháng 11 vừa rồi. Thì ta qua đúng cái không? Vấn đề cái liền qua đi em. 6 tháng qua các em. Thiện quá. Đó. Cho nên là chắc chắn là mình phải sưu tầm cái vụ kia. Thấy nãy giờ nín quá. Ít nói quá cho nên giờ. Sao em? Liêm trước đi, Liêm coi là Sừng sao? Sau 6 tháng á thì cô này có đúng như là những gì mà em nghĩ trong đầu có tật xấu gì không? Hay là vợ mình lại lòi ra một số những cái tính mà mình thấy là ý sao không có giống lúc mà yêu nhau vậy đó. Thật ra thì bà xã em á thì có cái tật xấu là hơi nóng tính một xíu. Có lúc mà mới quen nhau thì rất là nóng tính, để mà đụng chuyện gì là không cần biết ai đâu, cứ nói giống như là theo cái lý của mình thôi, không nghe những người xung quanh. Nói phủ đầu đó đúng dạ, không? Đúng rồi. Với còn cái nữa là thời gian cưới nhau về thì em thấy là bà xã em nhiều lúc cũng hay quên điện thoại về, xong cái vứt lung tung, hoặc là tiền bạc để đâu. À, chồng ơi, điện thoại em để đâu rồi, em mới cầm lên lay hoay đâu mất tiêu rồi, xong rồi tiền em mới để đâu rồi, anh có lấy không? Dạ. Xong cái em mới bảo ủa tiền của em cầm chứ anh đâu có biết đâu, rồi điện thoại em anh mới vừa thấy em cầm đây, xong em để đâu. Lúc đây là hai đứa lại lay hoay đi tìm. Dạ, hay quên này, nóng tính nè. Đã còn gì nữa không, có ghen không? Dạ ghen thì thật ra tại vì tính em rất là chung thủy và kỹ lưỡng, cho nên là vợ em rất là tin tưởng vào em, cho nên cũng không ghen. Không ghen. Em thì em cảm thấy không có gì phải ghen anh này hết, bởi vì điện thoại, máy tính, laptop, tất cả mọi thứ em đều biết mật khẩu hết và em vô hết. Anh này không có gì ngoài mấy cái email hay là mấy cái thư từ của khách hàng, giống như là Facebook anh này nó không biết chơi luôn á. Em gặp em thì em mới bày ra chơi, Zalo là bạn bè, giống như anh này không có một cái mối quan hệ nào, bạn bè anh cực kỳ ít luôn, nên em cũng không có cần phải ghen tuông gì nhiều. Như Liêm có mong muốn vợ em thay đổi điều gì không? Dạ thì cũng thông qua chương trình em mong muốn vợ em thì tính nóng thì có sẵn rồi, thì cũng mong một thời gian qua là đã dịu xuống rồi, bây giờ thì cần kiềm lại. Dạ, triệt tiêu hẳn cái tính nóng đi. Thì đấy là hạnh phúc cho gia đình. Rồi giờ tới Xuân đó. Anh ấy tật xấu nha, tật xấu đừng kể tật tốt nha. Nãy giờ là thấy kể tốt không á. Dạ, không thực à. Sự là cho đến bây giờ em vẫn chưa biết được chồng em có một điểm xấu nào luôn. Nhưng mà có một cái điểm xấu của ảnh nhiều khi mà em hơi buồn. Đấy là anh này ảnh không có chịu chia sẻ cho em nhiều trong công việc. Hoặc là anh có một cái chuyện gì đó buồn, anh giữ trong lòng luôn, nó không muốn vợ anh biết, cũng không muốn mẹ biết, tất cả mọi thứ luôn. Ngay mà từ lúc mà anh chưa gặp em á, là mẹ cũng không biết anh buồn như thế nào luôn, bệnh tật anh không bao giờ nói. Ví dụ như anh về quê, anh bảo là anh dặn em vậy nè, anh bảo là em mà về quê á thì anh mặc chỉnh chu chút nha, chứ mất công ba mẹ nghĩ mình ở trên Sài Gòn khổ lắm, ba mẹ lo. Hoặc là em mà bị mất điện thoại em cũng khóc bù lu loa, tại vì em tiếc là trong điện thoại em có nhiều thông tin và nhiều tất cả mọi thứ, em tiếc khóc rồi cái đó. Thì anh ấy bảo thôi để anh mua điện thoại mới cho em, nhưng mà đừng có nói với mẹ là bị mất điện thoại nha, mất công mẹ lo. Nhiều cái nữa, với em bị Covid á, thì mẹ em cũng, anh cũng dặn em là đừng nói cho mẹ, mất công mẹ lo. Rồi ngay cả công việc của anh á là tự em phải tự tìm hiểu, em biết thông tin về điện thoại, em search vô, em vô những cái email, những cái tin nhắn khách hàng lên á thì em mới biết được anh đang gặp buồn, gặp khó khăn, chứ không bao giờ anh nói với em như vậy. Đó là một cái điểm xấu mà em cực kỳ buồn luôn, không chia sẻ với vợ, không chịu chia sẻ khó khăn gì, là có mình một mình hứng chịu thôi. Anh này thì anh không bao giờ nghe em, trời ơi, nhiều lúc em bực mình á,
em bảo là anh em về Đà Lạt chơi với mẹ tầm 10 ngày nha. Mà trên Đà Lạt thì em bảo là có người yêu cũ của em, nhưng mà anh á không sao, enjoy đi em, enjoy đi vợ yêu. Vậy đó thì xong rồi cái em chị ruột của em thì hai anh vui, cứ bảo là sang ở đây chơi 10 ngày nha. Xong em cũng bảo ở đây chơi 10 ngày và em về 10 ngày anh cũng không nhắn tin nữa. Em ơi xuống đi hay sao đó. Anh ở nhà anh bán hàng giùm em. Anh vừa bán hàng vừa làm việc luôn. Em mới bực mình, em bảo sao anh không ghen này nọ, hay là em bảo em đi chơi bạn nha. Ok đi chơi đi. Em bực mình bởi cái đó, anh không có ghen em bực mình á. Rồi bây giờ em mong muốn anh thay đổi cái gì? Em chỉ muốn anh chồng em là chia sẻ, nhiều khi em gặp khó khăn á, em tại vì khi mà em kết hôn với anh này thì hai đứa cũng không có cái gì trong tay hết, thì em mới bảo là em yêu anh là thật chứ không có phải là lúc mà anh làm công việc anh kiếm được nhiều tiền thì em thương anh, còn anh gặp khó khăn như thế nào thì em không có thương anh nữa, thì anh có gì anh cứ chia sẻ kể cho em, thì em chỉ muốn anh đó chia sẻ và kể cho em nhiều. Ví dụ mà chị hỏi Liêm nè, thực ra khi mà em vẫn giữ cái nếp sống như vậy thì em cảm thấy mình có bị áp lực hoặc là có bị quá sức cái sự mà gọi là chịu đựng của mình không, hay là em thấy bình thường? Dạ thật ra em thấy bình thường à, tại vì em quen cái cách như vậy rồi. Dạ. Thì thông qua bà xã cũng nói thì em cũng dần dần cũng cải thiện lại, cũng chia sẻ những cái gì mà xung quanh diễn ra cho vợ em sau này. Rồi chắc chắn là sau hôm nay về bảo đảm bạn Liêm sẽ open hơn, sẽ chia sẻ với em, sẽ kể với em rất là nhiều chuyện hơn nữa. Rồi cảm ơn hai em đã đến đây chia sẻ câu chuyện hạnh phúc nghe. Chà, em tên là Đinh Đức Hiếu, năm nay 26 tuổi, hiện tại đang là công nhân viên. Hiếu 26 tuổi, Hiếu gặp bạn áo xanh này tên gì? Dạ em tên là Nguyễn Thị Xuân Sang, năm nay em 26 tuổi, em đang là công nhân viên văn phòng. À, một người là nhân viên, một người nhân viên văn phòng. À, thế thì hai bạn chắc có lẽ là quen nhau từ cái thời mà đi học hay là đi làm chung với nhau rồi mới gặp nhau? Dạ bọn em là quen nhau từ thời đi học. Oh. Bọn em học chung trường năm lớp 9. Hồi đó thì bọn em chưa thích nhau đâu. Đến lúc mà năm lớp 11 á, em bắt đầu thích vợ em. Lúc đó là mới có là thích nhau chứ là chưa có yêu nhau gì đúng không? Dạ, lúc đó em chưa có thích bạn này. Chưa thích? Dạ. Chưa thích nhưng mà có ghét không? Dạ cũng ghét nhưng mà cũng không ghét lắm. Rồi đến khi nào thì bên nào mới chính thức là tỏ tình với bên kia? Dạ đến năm nhất đại học em mới bắt đầu tỏ tình với vợ em. Thì dạ, trong lúc quen nhau thì có chuyện gì vui không? Chẳng hạn như là bạn này ghen bạn kia ghen bạn nọ. Cũng có, em thì trước giờ rất là tin tưởng bạn này, tại vì nghĩ là bạn này chắc là rất là trung thủy với mình. Không ngờ là vô tình một lần là em lên Yahoo chat thì em biết cái bát của bạn này. Thì em vô thì em mới thấy là bạn này đang nói chuyện với một chị, nhưng mà không gọi là xưng chị em mà là xưng tên thôi. Thì nói chuyện như kiểu là đá qua đá lại. Thì em tức quá, em gọi điện nói là bây giờ tới đây nói cho ra lẽ xem thử thế nào. Rồi cuối cùng cái lẽ đó là sao? Dạ, sau hồi nói chuyện với nhau thôi, vợ em cũng có những cái lời khó nghe. Thì khó nghe là sao? Anh không hiểu tế, không tốt, nói chung là đểu gì đó. Em thì em không có gì hết, em chỉ là nói chuyện vui thôi. Thì em mới bực quá, em mới mắng lại. Lúc đó là vợ em mới cơ bảo nếu mà như vậy thì thôi chia tay. Dạ. Mắng sao? Chuyện đó chuyện bình thường, có gì đâu mà làm ầm lên như vậy. Em tức quanh đó, vậy thôi chia tay đi. Xong rồi em đi bỏ đi, em đi lòng vòng trong công viên. Rồi chắc chắn là chia tay rồi, hai bạn không thể nào mà xa được. Và thế là gặp nhau, đúng chưa? Dạ. Gặp nhau, hàn gắn lại với nhau, đúng không? Ai? Nhưng mà tôi đoán sai thì chắc chắn hai bạn cũng không. Lúc đó thì em ngồi mình, thế là em nghĩ bảo nó cái gì mình cũng sai. Thì em cũng lớn tiếng với bạn gái em. Thế là em mới đi kiếm lại, kiếm bạn gái em rồi làm lành. Làm lành lại với nhau. Dạ. Rồi, còn bao lâu thì hai bạn mới cưới nhau? Dạ, sau 6 năm, hơn 6 năm. Rồi tụi em là ở với nhau là bao lâu rồi? 10 tháng ạ. 10 tháng, quá son rỗi luôn á. Dạ. Ở trong 10 tháng thì có những cái phát hiện về ông chồng này khiến em vỡ mộng không? Mặc dù là đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều, em không nghĩ là vỡ mộng nhiều vậy. Nhiều lắm hả? Bạn này thì khi mà đã nóng lên rồi rất là cục tính, nói chuyện mà không có sợ vợ tổn thương cái gì á. Rồi đến lúc mà tức quá không làm gì được thì coi như là đập đồ. Chồng tức quá thì đập đồ, em tức quá em làm cái gì? Em ném gối. Ném luôn. Có lần nào mà to tiếng mà xích tan vỡ không? Dạ cũng có. Chung mà ai? Ai? Dạ bạn này. Đợt đó thì cũng từ cái chuyện mà không được hòa hợp, bọn em cũng khó chịu trong người sẵn rồi. Thế là bữa đó gây ra cãi nhau, vợ em mới cầm cái gối á, xé mặt em. Cái kính của em nó mới cứa một đường vô cái mặt em á. Thế là em mới tức quá, em mới đè vợ em ra đánh vô mông hai cái. Mà đánh đầu
Nhưng mà đánh vào mông á là có suy nghĩ rồi đó, chứ còn không suy nghĩ là đánh những chỗ khác. Đánh chỗ khác ghê hơn, nguy hiểm đúng lắm không? Rồi sao? Thế là vợ em mới tức quá, kêu em là Vũ Khu đòi chia tay. Lúc đó em cũng bực, em bảo là vậy thì chia tay luôn. Nhưng mà sau đó thì bọn em ngồi nguôi nguôi hồi, thế là làm lạch. 10 tháng lấy nhau mấy lần đòi ly dị rồi? Dạ 2 lần. Thì chắc là lần thứ 2 là nó còn nặng hơn nữa đúng không? Dạ lần thứ 2 là bạn này viết đơn đồ bài bản hết rồi. Giờ kêu là mai in ra rồi đưa em ký rồi gửi đi luôn. Rồi có ký không? Bữa đó chồng em đi nhậu về. Bình thường á là cứ hàng tối trước khi đi ngủ hai vợ chồng thường tâm sự nói chuyện với nhau trong một ngày. Nhưng mà bạn này đi nhậu về xong á lăn ra ngủ, cũng không hỏi han em như thế nào. Em tức, em nói bạn này thì có men trong người rồi, bạn tức nói á, em quá đáng, về nhậu xỉn cũng không cho ngủ nữa, hành hạ này nọ, không thấy thoải mái, lúc nào cũng phải làm theo ý của em, thấy cuộc sống ngột ngạt quá đi, thôi ly dị đi. Xong rồi tự bật laptop lên, xong soạn ra đơn xin ly dị rồi đó, rồi chia tài sản này kia là đầy đủ hết tất cả các mục. Em á thì không phải hay đi nhậu, vài tháng em mới đi một lần. Bữa đó thì em cũng không phải đi nhậu nữa, em đi đám cưới. Sau đó thì em mệt, thế là em muốn đi ngủ. Mà trước đó thì cũng có mấy vụ rồi là giống như là vợ em cũng không muốn cho em đi. Em có cảm thấy là giống như là mình bị quản lý, kể về giờ giấc thời gian với các loại. Thì em mới bắt đầu cãi nhau với vợ em. Lúc đó em cảm thấy nó ngột ngạt lắm, sống như vậy nó khó chịu. Em cũng muốn là nhớ vậy thôi, mình chia tay. Em mới ra viết đơn để cho vợ em ký. Nhưng mà lúc đó là em muốn thật không? Dạ, muốn thật không? Nếu vợ em ký bữa đó là không chừng ly dị rồi hả? Chắc vậy chị, tại vì thấy là nhìn em với cái ánh mắt thấy giống như ghét bỏ em rồi đó. Tự nhiên lúc đó em cảm giác sợ. Chuyện thì không có gì, chồng mình đang yêu thương mình tự nhiên viết đơn ly dị rồi nhìn mình với ánh mắt như vậy. Em rất là lo sợ. Rồi. Xong rồi em xuống nước. Sau đó thì hôm sau chồng em cũng nguôi giận. Nhưng mà 6 tuổi rồi mà cứ như con nít vậy. Cứ giận cái đòi ly dị giống như giận cái nghỉ chơi vậy. Bây giờ hai em còn chưa có em bé. Nhiều khi á mình tức lên vậy, ví dụ mai mốt có em bé rồi sao? Ly dị rồi tội nghiệp nó không? Dạ không, em nói với vợ em là cả em bé rồi là có muốn ly dị không, em không cho ly dị. Khôn ghê. Vậy giờ còn em? Em phát hiện và vỡ mộng ở cái cô này là nhiều điều không? Dạ nhiều quá anh. Mỗi lần mà em tới chơi á là nấu ăn cho em từ A đến Z hết đó, không có bể em làm gì đó. Nhưng mà đến lúc cưới về rồi á, cái gì mà vợ em không thích làm là đưa cho chồng làm. Còn cái gì mà thích làm thì mới làm. Còn thích đi chơi lắm anh, ham vui, lúc nào cũng muốn đi chỗ này chỗ kia. Nhiều khi bỏ chồng nhà luôn. Vậy á? Dạ. Ủa rồi lúc mà yêu nhau tới 10 năm mà không hiểu về nhau nhiều hả? Dạ cũng hiểu nhiều nhưng mà chắc là do chưa chấp nhận được nhau. Bây giờ thì như thế nào? Dạ bây giờ thì cũng đỡ hơn nhiều so với hồi mới cưới. Hồi mới cưới là cứ chắc phải 1 tuần, 2 tuần là cãi nhau một lần á. Thế thì bây giờ em muốn ở cô vợ của em á là thay đổi điều gì? Bớt ham vui đi, quan tâm đến gia đình hơn. Vả lại cái gì giận á thì cứ nói. Cứ mỗi lần mà vợ em giận lên á hay im 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 không có nói. Hỏi không có trả lời. Mà đến khi hai đứa cãi nhau rồi á mới chịu nói ra, lúc đó thì cũng muộn rồi. Thì bây giờ em nói thẳng với bà đi. Em có nói rồi. Vậy nó thẳng quay lại nói cái nữa đi. Đó, mỗi lần mà em có giận gì anh á thì em nói cho anh biết, chứ đừng có im im suốt ngày cứ vậy. Thì đến khi hai đứa cãi nhau rồi á, nó lớn chuyện ra thì lúc đó khó giải quyết. Nếu mà đồng ý thì bắt tay cái đi. Rồi bây giờ em có điều kiện lại gì với ông chồng em nữa không? Bớt nóng tính lại và biết kiềm chế từ lời nói tới hành động của mình. Em rất là sợ những lúc mà chồng em bực. Vậy hả? Dạ. Em... lúc mà chồng em bực là chồng em đập đồ? Đầu tiên là nói. Nói chung nói khó nghe không? Dạ, nói cũng khó nghe chị. Ví dụ cô với tôi hay là tao với mày? Dạ, cô với tôi là thường xuyên luôn. Anh cứ cô với tôi là nghe, em nghe là em là thấy nóng rồi thì làm sao mà kiềm chế được. Rồi cũng tức quá thì cũng nói bậy. Chửi bậy hả? Dạ. Thì giờ chị chỉ em cái chiêu nè. Lúc này em bực quá đi, em nói nặng, em nói cái giọng Phú Yên á, đúng giọng quê em á, em nói nhanh một chút để cho nó xả cho em thôi, còn vợ em không nghe được gì hết trơn. Nghe đi. Cho nó khỏe, hiểu không? Với lại cái nữa, cái vợ của em á, hai người là bằng tuổi đúng không? Dạ bằng tuổi. Là đàn ông mà. Khi mà em cứ mở lời em nói chữ ly dị là em bị yếu cơ rồi đó. Phụ nữ khi người ta bị dồn quá đó, ta không còn chuyện gì, ta không còn sức đề kháng nữa. Ta nói vậy thôi được, được tôi anh ly dị đi. Đó là ở cửa miệng của phụ nữ. Còn nếu mà đàn ông mà em
cứ nói đi nói lại cái từ ly dị á, là em bị yếu cơ đó. Cho nên rằng trong đầu em đã không có ý định ly dị thì đừng bao giờ nói ra điều đó nữa, hứa vợ đi. Dạ thì anh cũng hứa với em á là có chuyện gì á thì hai đứa sẽ cố gắng giải quyết, chứ không có quá nóng giận để mà nói ra những cái câu như là ly dị hoặc là những lời khó nghe nữa. Dễ thương ghê không? Dễ thương gì đâu á, thiệt đó. Hai lần hứa rồi đó nghe. Hôm nay mọi người làm chứng hết trơn rồi đó, hứa là phải làm đó nha. Quân tử nhất ngôn đó nghe. Rõ chưa? Về vui vẻ với nhau để còn có con nữa chứ. Nha. Rồi, xin cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn anh chị. Mời bạn giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Việt Hưng, em là nhân viên, hiện đang là nhân viên IT. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 30 tuổi ạ. Thế còn em? Dạ, em tên là Thiên Kim, năm nay em 26 tuổi. Em hiện là nhân viên xuất nhập khẩu. Một người làm IT, một người làm xuất nhập khẩu. Chắc chắn luôn là em hư máy vi tính và nhờ anh này đến sửa, sửa xong cô em luôn, đúng không? Dạ không. Rồi, hay quá. Trời, công nhận mình đúng. Tệ gì? Thôi bây giờ hai bạn hãy nói cho mọi người nghe là cái cơ duyên nào hai bạn gặp nhau. Em với lại bạn thân của em thì đi đám cưới có up hình lên Facebook, thì ảnh có thấy, thế là kết bạn với em trên Facebook, làm quen rồi nói chuyện này nọ cứ cẩm. Một hôm mình nói là mình thích đọc sách, thế là liền chạy qua nhà đưa cho cuốn 1001 đêm đọc. Bữa đó trời mưa mà nhà thì trễ rồi đóng cửa nữa, nên là hai đứa chỉ có nói chuyện qua lỗ cửa thôi thì không có thấy mặt nhau. Có nghĩa là nhét cuốn sách nhét lỗ đó không qua khe cửa. Rồi chị hỏi là lúc mà nói chuyện với nhau ở cái lỗ khóa đó, đó rồi cái cảm xúc nó làm sao? Ấn tượng ban đầu nó tệ quá. Ảnh mặc áo sơ mi rồi đóng thùng rất là đẹp, mà ở dưới mang cái đôi dép Lào mà không thể nào cũ hơn nữa. Rất tệ, kinh khủng khiếp luôn. Ủa lúc đó là cách đây bao năm à? Tại vì mới trời mưa nên em mới phủ đôi dép Lào đi cho khỏi ướt chân. Là tạo một hình ảnh quá xấu đúng nhưng không? Mà gặp lần đầu mà cái hình ảnh nó lại như vậy đó. Thấy thôi không muốn nói chuyện nữa. Rồi sau khi nhận cuốn sách 1001 chuyện thì các bạn đã gặp nhau như thế nào? Từ cái lúc đó thì cũng đã không thích rồi, nhưng mà ảnh thì cứ nhắn tin gọi điện hoài, rủ rê này nọ thì thôi cũng đi một lần cho biết. Từ đó cũng ế, không ai rủ rê đi đâu hết. Rồi mọi chuyện suôn sẻ cho nên rồi, lúc lấy nhau. Từ lúc nắm tay nhau cho đến lúc đeo nhẫn thì có khi nào mà chia tay không? Dạ nhiều lắm anh. Trời đất ơi. Ví dụ như là em thì rất là lãng mạn, để mà muốn tạo bất ngờ cho người yêu mình thì bữa đó ảnh đi học, cái là mình cũng mua đồ ăn đem tới cho ảnh. Trời thì mưa mà đi từ chỗ sân bay mà ra đến chỗ trường đại học Cao Thắng á, rất là xa. Mà tới á, thì gọi điện nhắn tin xuống thì ảnh nói không, không xuống, đang bận, em đi về đi. Tức rồi, nói là anh cứ đi xuống đi rồi hả nói chuyện với em. Em có xuống không? Thì em cũng xuống. Chui nữa là hôm đó là em có buổi thuyết trình, nên bây giờ mà em xuống một cái là phải dừng lại, mà mọi người thì đang nghe, nên là em thấy ủa sao tự nhiên giờ này đi đem đồ ăn, thấy vợ em nói vậy thì em xuống. Ảnh nhăn nhó, ảnh nói là thôi em đem về đi, anh không lấy đâu. Thì mình lúc đó là mình tức lắm, mình cảm thấy là tình cảm mình dành cho ảnh không có được đáp lại. Thế là em về, em tức quá cái là nhắn tin chia tay đi. Khi nhận tin đó thì sao? Thì em tức tốc chạy qua bên nhà bên vợ em á. Cái xong rồi em nói là thực sự lúc đó là anh rất là bận, anh không xuống được, chứ mà anh không muốn. Với lại anh biết là nhiều khi em làm cho anh sự bất ngờ, nhưng mà cái sự bất ngờ này nó không có đúng hợp với hoàn cảnh. Nên là em xuống nước là cho em xin lỗi trước. Là cuối cùng là em cũng tha lỗi. Nói chung ảnh không chịu cho em vô nhà anh ơi, thôi giờ nói đại vậy đi để đi vô ngủ nữa. Thì bây giờ nói đại đó mà bây giờ mới có được. Đúng không? Thế thì bây giờ hai bạn là ở riêng hay là ở chung? Dạ ở chung với là nhà chồng. Ở chung về cho đến thời điểm này thì mọi thứ ổn hết chứ hả? Cũng có số cái điều mâu thuẫn đương nhiên. Mâu thuẫn với mẹ chồng hay không? Dạ không có, thì do mâu thuẫn hai chồng không. Tại vì thật xấu nó lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Nhiều lần vỡ mộng luôn chứ không phải vỡ. Nhiều lần vỡ mộng á. Có một lần đã muốn chết rồi lại còn nhiều lần vỡ. Bây giờ cái nhiều lần đó là để sao đi? Bây giờ cho người vợ kể trước đi, vỡ mộng về ông này cái gì? Trời hồi xưa ảnh hả lãng mạn và giống như nhà thơ vậy đó anh. Có tặng em bài thơ nào không? Dạ không phải, giống như thôi, giống như là nhắn tin suốt ngày, gọi điện suốt ngày, em ơi em đang làm gì vậy, em khỏe không, rồi em ăn cơm chưa, em ngủ chưa, rồi tùm lum lá lả từ hồi về là hầu như là cái điện thoại của em chỉ có 090 nhắn thôi, còn hầu lại là chồng không bao giờ thấy cái tin nhắn nào hết. Ủa bây giờ sinh nhật cũng không nhắn luôn hả? Dạ không, sinh nhật em còn phải nhắc nữa đó. Vậy hả? Rồi còn gì nữa không? Ảnh không có thích làm việc nhà,
ảnh không có thích phụ em. Ảnh nói là anh đi làm đi học vậy anh mệt lắm rồi, thôi em làm hết đi. Thì phụ nữ Việt Nam truyền thống là người ta phải làm nữa hết này nọ. Em nói là thôi phải chia 50-50 chứ em cũng đi làm, anh cũng đi làm mà. Sao tự nhiên giờ anh bắt anh làm hết, em phải ô xin anh đâu. Cái ảnh nói ảnh cũng ừ vậy chứ cũng đâu có làm đâu. Cũng có gia trưởng không? Cũng hơi. Rồi có lần nào mà cãi vã nhau mà suýt ly dị nữa không? Có. Ai đòi? Dạ em đòi. Đòi mấy lần rồi nói chị nghe coi. Chắc cũng 2 lần rồi chị. Cặp kia cũng vậy, 2 lần. 2 lần. Mà chồng đòi chứ không phải vợ đòi. Cái này em đòi không à? Bây giờ kể cái lần mà nặng đô nhất á. Hôm đó là mùng 3 Tết và chị họ em ngoài Bắc vào chơi. Mà hôm đó thì tầm 1:30-2 giờ rất nắng. Mà vợ em cứ đòi là đi ra Nguyễn Huệ xem hoa. Mà em thì thực sự ra ngay từ xưa giờ em không thích hoa. Em không thích cái sự sớm nở tối tàn. Cái nên là... Bởi vì anh không bao giờ tặng em được cái lá luôn. Không được cái lá luôn hả? Thì ra hôm nay thích xài hoa giả. Giờ sao? Vợ thì cứ đòi đi. Mà em là em muốn ở nhà. Cái rồi vợ em cứ tức quá mới cầm quần áo ném xuống đất. Bực quá em cầm cái quần áo em ném vào người vợ em xong. Ném đồ của em hay của vợ? Của em. Em ném đồ của ảnh xong ảnh lấy đồ. Anh lấy đồ của em anh ném lại. Rồi ném lại. Sau đó thì mới vợ em mới cầm ly nước ném vào người em. Vợ em cầm ném lại không? Không, em tức quá em đánh một cái. Xong rồi hai vợ chồng cãi nhau. Cái rồi mẹ em phải vào cánh thép. Bảo giờ hai đứa suy nghĩ thế nào mà hành xử thế này. Nhà có khách thì làm như vậy coi được không? Nhưng mà em tức quá em đánh vào đâu? Dạ vào vai. Em có đánh lại không? Hay là... Tại vì hồi lúc mà trước cưới là hai đứa đã quy định 3 điều cấm kỵ là không có được đụng vô, là trong đó là đụng tay đụng chân là điều số 1 luôn. Là nếu mà anh mà đụng vô một cái là thôi em với anh là anh đầu xong em cuối xong luôn đó. Rồi cái em mới nói là bây giờ anh đã vi phạm vô cái luật đó rồi thì em cảm thấy là như vậy là không chấp nhận được. Nhưng mà lúc đó em có đánh lại anh không? Có chị, tức có chị. Tay rồi là quê mà. Một phát vô mặt luôn. Tay vô mặt luôn hả? Thôi một cái bật tay. Trời ơi. Ở lúc đó là tại vì ai nói chung là quê nhưng mà hả? Không có quê được, không đánh vô mặt nào quê quê. Là sau đó thì sao? Em cũng rất là bực nên là em suy nghĩ là thôi chắc có lẽ là ta chia tay nhau từ đây. Cái rồi. Ta chia tay nhau từ đây dứt khoát cũng. Cái xong rồi lúc đó thì mẹ em mới gọi em qua nói chuyện. Đó, bây giờ con xem xét con cân nhắc giờ hạnh phúc của con cảm thấy ở được thì ở, không ở được thì thôi chia tay. Cái lúc đó em lại suy nghĩ lại, em mới xuống nước, xong rồi hai đứa mới ngồi nói chuyện lại với nhau. Qua cái cơn đó rồi thì bắt đầu mọi người mới cảm thấy là tại sao vì một cái chuyện nó rất là nhỏ xíu như vậy mà tụi mình lại đền chia tay nhau. Chia tay kiểu đó là quá lãng nhắt luôn. Không nhưng mà phải nói là em có một người mẹ chồng tuyệt vời đó. Tôi sẵn đà này á, em kể luôn cái sự vỡ mộng của em về cổ đi. Cái điều mà em cảm thấy vỡ mộng nhất là vợ em không thích rửa bát. Là ở nhà là em rửa không? Ở nhà hầu như là em rửa không. Tại vì vợ em cứ quan điểm là sòng phẳng 50-50. Vợ nấu cơm thì chồng phải rửa bát. Nhiều hôm đi làm về em làm về trễ em rất mệt. Mà vợ em nấu thì đồ đạc coi như là như bãi chiến trường. Coi như ăn xong là em ôm bãi chiến trường. Hôm đó là em đuối quá. Tức là cãi nhau. Rồi bây giờ cái chuyện đó đã thống nhất với nhau chưa? Dạ thì vẫn thống nhất là em nấu thì ảnh rửa. Còn không rửa nữa thôi khỏi ăn. Bây giờ là vẫn là 50-50. Okay. Lúc mà tụi em cãi nhau về vấn đề đó thì là mẹ em có ý kiến gì không? Thì mẹ em nói là nên là để cho vợ cũng rửa bát một chút để cho quen, với lại sau này nhà có tiệc tùng có khách có khứa đến thì cũng không có ngại. Lý do gì mà em không thích rửa chén? Thì em rửa thì cũng được đi, nhưng mà em muốn là chồng em cũng phải tham gia vào cái việc nhà. Tại vì thực ra hai đứa cũng đi làm tới 7-8 giờ tối mới về thì chỉ biết là ai thì cũng mệt rồi. Mình nấu thì mình cũng mệt thì mình muốn chồng rửa để phụ với mình thôi, chứ không phải là em không rửa được. Thật ra là tiệc này nọ ở gia đình thì mẹ chồng nấu chính, còn tụi em rửa. Ví dụ như bây giờ mà đổi cái công việc chọn giữa rửa chén với giặt đồ thì em sẽ chọn cái gì? Chọn giặt đồ. Giặt đồ thì giặt đồ có máy vậy. Rồi bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Vợ em nấu ăn ngon hơn, chịu rửa bát hơn, với lại hòa hợp với gia đình bên chồng hơn. Có em... căng thẳng lắm không? Tại vì em là em không thích rửa chén á, nên là em ít đi qua tiệc tùng ở bên gia đình chồng lắm. Nên là khiến cho chồng em cũng buồn đó, là tại sao em cứ để anh đi một mình vậy hoài. Em không có muốn hòa hợp với gia đình anh hay sao? Lý do đơn giản là không muốn rửa chén. Dạ đúng rồi. Rồi em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Phải biết quan tâm tới vợ tí. Đi làm về là chỉ có cá
và cá thôi. Là anh ngắm từ từ 8 giờ tối cho tới 12 giờ đêm cũng được nữa đó. Ồ, anh mê cá. Mê cá lắm. Mê cá lắm hả? Dạ. Còn gì nữa không? Chúng ảnh hay càm ràm lắm. Cứ mà mỗi lần em nấu ăn dở, anh nói là em nấu dở của anh ăn, rất anh tụt ký này nọ. Mỗi lần ông chê gì có giận không? Giận với anh, cũng tự ái, cho nên trời cũng cố gắng nấu lắm rồi mà tại nó dở thôi chứ đâu phải cố ý đâu. Ồ, vậy hả? Và cái mong muốn của họ cũng không lớn hơn. Thực ra là như vậy nè, cái việc mà làm dâu á, nhất là cô dâu mà Nam Bộ, dạ, mà lại là làm dâu của một bà mẹ mà người Bắc á, để mà hòa hợp được cái chuyện đó cho tới giờ phút này, em cũng có cái phần hay mà mẹ em á là cái người mà hay nhất á. Dạ, mẹ chồng em á. Dạ. Tại vì á, thường là những người mẹ mà miền Bắc á là rất là khắt khe với lại con dâu. Cái thứ hai là xót con, bênh con dữ lắm. Dạ. Chị nghĩ rằng đối với một cô dâu như em á, là em đang rất là may mắn khi mà em sống với một bà mẹ chồng mà theo cảm nhận của chị qua cái lời kể của em, lời kể của chồng em và cách xử sự của mẹ chồng trong cái thời gian tụi em lấy nhau á, thì bà mẹ là một bà mẹ thương con thực sự, mà thương dâu cũng giống như thương con. Dạ. Và rất là hiểu biết và không có bị phong kiến lắm. Dạ. Thì đó là một điều may mắn cho em. Dạ. Chứ còn hả, nếu như một làm dâu một nhà khác ha, mà những cái tiệc tùng của gia đình bên chồng á mà em không dự là đã có vấn đề rồi. Thì em chọn ví dụ em không đi hết thì em cũng phải đi ít nhất là một hai cái đám tiệc hoặc là đám giỗ, đám quải đó. Ít ra thì mẹ em, mẹ chồng em cũng rất muốn khoe con dâu mình, vì em là một cô bé rất là xinh. Khi mà em nói chuyện á, cái miệng của em rất là cuốn hút. Đó, chị nói nghiêm túc luôn. Cho nên khi mà bắt đầu em mà sởi lởi với bên chồng ha, em với chị em, nhà chồng với bà con nhà mọi, mẹ của em với chồng của em sẽ rất là hãnh diện. Thì chị nghĩ rằng cái đó chỉ có lợi cho cuộc sống vợ chồng em thôi. Dạ. Đó. Còn bây giờ trong nhà, nếu mà vợ em nó nhiều khi nó bị cái bệnh là sợ rửa chén em, có những người bị cái bệnh đó đó, thì nếu như vợ em mà bị cái bệnh đó thì thôi em cũng chia sẻ vợ em chút, là thôi kệ, em cứ nhận cái phần rửa chén đi, còn cái phần giặt đồ tôi để nó giặt, đúng không? Còn nếu hôm nào chồng mình đuối quá, đuối thực sự, thôi rửa giùm cho ảnh. Thôi cái vui vẻ cái có bầu. Xin chúc hai bạn lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc nha. Xin cảm ơn.